trở lại với tần số tình yêu và hai anh chàng của chúng ta có rung động thực sự hay không, gọi hay không gọi. Mời hai em cùng chị Anh Hoàng lên đây. Bây giờ đội hình của tôi đứng sẵn sàng, quan trọng là Khoa có gọi hay không. Đấy. Nói một câu gì đó đi. Anh Khoa gọi cho em nha. Đó, vậy đi. Em tin anh. Đó. Giơ màn hình điện thoại ra. Quan trọng nha quý vị. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 và tình yêu rồi. Tần số tình yêu. Nghe. Alo. Dạ. Chị ơi, anh muốn hỏi là từ đây về sau em có muốn đi theo anh đến suốt con đời không? Chinh nó rung thiệt quý vị, nó rung ở vịnh tim luôn. Thôi nói gì nữa, quay lại gặp nhau đi, dẹp điện thoại đi, tốn tiền. Bước lên nè. Hai đứa nhìn nhau. Em có đang rung nắm tay anh mà. Hết rung bớt rung đi. Chinh nó nhìn tôi hoài à. Nhìn Khoa kìa, nhìn tôi chứ. Trời ơi, nhìn chồng đi, đừng có nhìn má vợ nữa. Cái gì? Ôm hả? Ôm cái cho đỡ lạnh. Cái cặp này cưới phải mời tôi. Chúc mừng hai bạn Đăng Khoa và Thùy Trinh. Dễ thương thành công rồi Dì Hương ơi, một cặp rồi. Bây giờ nè. Cặp này cũng đẹp lắm nha. Dư ơi, nói một lời gì với Phi đi. Call me baby. Call me baby. Yeah. Rồi bây giờ là quyền quyết định của Phi. Phi suy nghĩ thật kỹ có gọi hay không. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 và tần số tình yêu và không có tín hiệu tần số tình yêu rồi. Dạ. Không tần số, tôi muốn Phi nói cho tôi hiểu vấn đề tại sao bạn không gọi. Mời Phi. Cảm ơn cái tình cảm mà cái sự rung động mà em dành cho anh, nhưng mà có lẽ là cái tần số của anh nó cần phải dày thêm một chút xíu. Nhưng mà mình sẽ làm bạn đúng không? Chị muốn nghe Du nói sau khi gặp Phi em thấy thế nào? Trong số 4 anh thì em có ấn tượng với anh Phi nhất tại thời điểm đó, nhưng mà cũng chưa có đủ nhiều để mình bắt đầu một mối quan hệ. Còn chị sau này thì không nói trước được. Rồi bây giờ chị Việt Hương và anh Hoàng chúc cho Phi cũng như Du chọn cái nghề rất là khó khăn sẽ thành đạt. Cảm ơn hai em đã tới với chương trình Tần số tình yêu. Cảm ơn chị. Cảm ơn hai bạn. Dạ mời hai bạn. Tạm biệt Du và tạm biệt Phi. Còn gì nữa, cặp sóng thần ra giữa đứng coi. Rồi xin mời Khoa và Trinh. Thấy thương quá à, toát hết bộ hộ hột luôn. Đây là những lần đầu mà cô ấy cảm nhận được cảm giác chân thực nhất với chương trình Tần số tình yêu. Rồi chị xin đại diện ban sản xuất của chương trình Tần số tình yêu mời hai em cầm vào. Dạ. Nhớ giữ trái tim tự tin này nha, cho tới ngày đám cưới ha. Chúc hai em hạnh phúc nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi vào lúc 21h35 thứ 6 hàng tuần trên HTV 7. Và chương trình Tần số tình yêu được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tên gì mà sao hát hay vậy, quê ở đâu, có bồ chưa? Xin chào anh Vinh ạ. Xin chào chị ạ, em là Đức Anh và em đến từ Nghệ An. Cái nghề em đang theo đuổi cũng là đam mê của em là ca hát ạ. Đây là ca sĩ chuyên nghiệp. Em đang là người đi hát ở phòng trà thôi, còn em thì em không dám gọi em là ca sĩ chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp là em chỉ làm đúng một nghề đó gọi là chuyên nghiệp. Con em tên gì, ở đâu?